Chính quyền và nhân dân xã Cổ Đạm vừa tổ chức đóng góp trùng tu tôn tạo lại di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Đền Bà Mai Hoa Công Chúa tại thôn Kỳ Tây. Đền Bà Mai Hoa Công Chúa hay gọn gọi là Đền Nhà Bà được thiết lập vào khoảng đời trần năm 1300. Xưa kia, đền được thiết kế uy nghiêm, hai bên cột hoa kiểu, có lầu, có mái ngói hai tầng. Đền được công nhận là di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh năm 2008. Theo giai thoại, Bà Mai Hoa Công Chúa là người có nhiều công lao với dân với nước. Sau khi bà mất, được người dân thôn Kỳ Pha xưa lập đền thờ và phong làm thành hoàng. Trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, đền là nơi sinh hoạt bí mật, lãnh đạo tác chiến và là nơi dạy học cho học sinh. Hiện đền còn bảo tồn 12 đạo sắc của các đời vua Lê, vua Nguyễn trao tặng. Trải qua thời gian đền bị xuống cấp, được sự đồng ý của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân, chính quyền và nhân dân xã Cổ Đạm đã trùng tu tôn tạo lại hạ điện và một số hạng mục khác của ngôi đền với số tiền gần 800 triệu đồng. Nhân dân và con em xa quê đóng góp 650 triệu đồng. Việc trùng tu tôn tạo lại ngôi đền thể hiện lòng biết ơn của nhân dân đối với các bậc tiền nhân mở cõi, góp phần giáo dục con cháu về truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương dân tộc và bảo tồn các giá trị văn hóa lịch sử của địa phương.